Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ôi trời ơi, nhìn cái rìu này, nó xấu vờ cờ lờ á, xấu không thể tả được. Cái này thì nó lên level 2 thì nó đẹp hơn. Và hiện tại bên Godfrey CS Mobile bên China thì cũng đang fix cái rìu này cũng phải như này đây. Lên level 2 nó cũng thế thôi. Nó xấu không thể tả được. Rồi, xin chia buồn với những anh em đang xài rìu VIP. Rồi, đang có ý định lên rìu VIP. Và hiện tại thì bên CFL của chúng ta thì vẫn chưa nâng lên level vẫn chưa fix lại cái skin, nên thực sự nâng lên level 2 thì nó rất là tuyệt vời. Hiện tại thì nó đang có sự kiện phun nẻ vàng, anh em nếu thấy thích thì đi lấy cái mảnh đá để nâng cấp lên level 2 thôi. Thì mình nghĩ các bạn cái hàng này đi tầm mấy chục trận rồi mà. Ủa ơi, sao không lao lên nhỉ? Cái hàng này thì đi tầm mấy chục trận rồi mà vẫn chưa lấy được cái mảnh mảnh đá nào. Đấy, này thì này, úi dồi ôi. Cái thằng M4 Bombis tay dài ấy nhở. Úi ôi, thằng này tay còn dài hơn nữa. Ôi đụng độ toàn thanh niên tay dài, mấy thiên này đem đi mốc hàng thì đúng là lên đỉnh. Chúng tôi gọi đây là truất. Anh em Sửu Nhi gọi đây là truất, nhưng anh Quảng Bom thì gọi đây là chất. Gì đây? Úi ôi, thôi, em té đây, ghê quá. Em té không yếu sinh lý còn nhây nữa thì chị em ở đây bán hình cho sấp mặt lờ đấy. Điểm điển hình là thanh niên là chị y tá. Em sợ nhất là chị đấy mà tiêm vào ven thì đúng là sấp mặt. Thôi thôi nhá, thôi thôi đấy, yêu cầu chị y tá em bớt đẹp trai rồi. Dạo này em đi sang Thái phẫu thuật thì nó bớt đẹp trai một tí rồi. Bây giờ mà chị còn nhây nữa thì ủa cái gì đấy, vãi nồi ơi. Đã tuyên công bố công khai là mình đã phẫu thuật xấu đi rồi, thế mèo vẫn bị như này thì thế nào rồi. Ủa gì đấy, này thì nguy hiểm. Ủa này thì xây mông xây đít vào mồm tôi này. Ôi, chết nhầm. Xây đít vào mặt tôi này, không thể hiểu được thế mèo nào. Con sao lại có con người thích xây xây mông vào mặt người ta khác đấy nhở? Cái đấy là dễ bị cận chiến là đấy. Đây này, từ từ xem nào, cho tôi ăn với. Này đi, nguy hiểm với tôi này. Úi trời ơi, cái điểm mới. Trời ơi, các bạn thấy không, số tôi là luôn luôn là khám lộ, chuyên những con hàng ngon thì chuyên đẩy đẩy sang mồm thằng khác đấy. Đấy, nó làm tôi liên tưởng đến cái định luật con hàng ngon thì nó sẽ không tự sinh ra và mất đi, mà nó sẽ đẩy từ mồm thằng này sang mồm thằng khác. VL VKL. Anh em nào mà thấy tôi nếu mà nói tôi chửi tục thì anh em sai nhá. VKL thì nó sẽ dịch ra được nhiều nghĩa, chứ không phải nghĩa đen như đen tối như anh em. Anh em thích đen tối, anh em nghĩ đen tối, anh em chả bảo tôi nói tục. Tôi thì nghĩ theo chiều hướng khác, chiều hướng á. Ủa chiều hướng sắp mặt thôi. Tự dưng lại thùng hàng thất thủ mà dũng bay đứng trên đấy không cào thằng nào, đúng là trời đất lẫn lộn rồi. Gì đấy, hình như tơ làm cây gì 10 tơ nó cũng thế thôi, đây thì có một tơ thôi, yêu cầu em mày một kích nó ra đi. Thế mắm nào, nhìn kìa, cái bậc thế kia nó cũng không lên được. Thôi kích nó đi, thằng này mới từ tập kích sang rồi, tiếp nó. Ủa cái gì đấy, rồi thôi mình biết rồi, mình quên nhắc bạn, đúng rồi bạn cũng là người nguy hiểm, cái thằng M4 Bondit nha, mày yên phận tên cái thùng hàng đi nhá. Không biết là tên thùng hàng hay ở chỗ nào, thôi tôi té đây cắm lọ thế này. Không biết thằng đấy tay kiểu gì mà dài phết em ạ. Đây 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 đây, hình như là thằng này này thì úi trời ơi, bắn tính bắn ăn luôn cái điện mệnh thế. Ở đây đúng rồi, nó kìa, á đù nó kìa đấy, tiếp sắp mặt lờ nó đi. Tôi thề luôn là tôi không bao giờ cover cho thằng này, có chết cũng không bao giờ cover. Cái gì đây, rồi rồi ăn đi. Ôi lại cái điệp khúc xây mông vào mặt tôi này. Thôi sao cái phòng này nó cứ thích xây mông vào mặt người khác đấy nhở. Anh yêu cầu anh em bỏ cái tật đấy đi. Tơ kìa, tơ kìa, tơ kìa. Thằng tơ, giết thằng kia đi.
Thằng kia cái thịt mới tôi gì đây rồi sao lại cứ thích ăn tôi thế này. Úi trời đấy, mắt tôi không phải dễ, tôi không phải dạng vừa đâu mà là thuộc cái dạng là rộng rộng ra đấy. Thôi tôi té đây, nguy hiểm quá. Trời ơi, anh em biết làm sao bây giờ, cái độ đẹp dai rồi mà đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi mới sang thái cắt kiểu rồi vẫn không hết đẹp dai, bảo sao. Ôi bây giờ biết phải làm sao khi mà độ đẹp dai nó đạt level max rồi. Bây giờ làm xấu cũng không được, biết sao bây giờ, em biết sống sao, em biết sống sao đây. Rồi gì đấy, này thì nguy hiểm với tôi này, thằng tơ lại đây, tao mới sợ mày quá đấy. Thôi chạy thôi. Solo không hơn thì chạy này thì. Ủa cái thì mới thôi nào, làm gì mà căng. Thôi chém một phát vào người là yên tâm rồi, bây giờ nó chỉ cần dính một phát nữa thôi là nó đi luôn. Úi rồi thằng này, mấy thằng này nhây, chúng mày nhây quá đấy, yếu máu hết rồi. Nhây làm cái gì? Thằng tơ thằng yếu máu vẫn ăn được, đúng là bọn này viết hàng kinh khủng tởm. Chúng ta hết giờ, chúng ta sẽ đến với hiệp 3. Bọn này vết hàng kinh quá, chừa cho người khác ăn với, vết kiểu đấy thì giết người. Gì đây? Cậu này thì thực sự bảo là hiếm nhưng mình nghĩ là anh em quan tâm hay không, quan tâm nó hay không là một điều và nó hiếm hay không là một chuyện. Bởi vì anh em quan tâm nó nhiều thì nó sẽ hết hiếm thôi. Nếu mà anh em nếu thấy thích khẩu này thì mình tuyên bố là anh em đã chọn phương án đúng rồi đấy. Tại vì cây này nó bắn nó rất là tuyệt vời, không như những cái khẩu Thompson VIP khác. Mình thì mình cũng thích cái khẩu này. Thì bắn sấy thì nó không có giật tâm như những cái khẩu khác, nhưng lại những cái khẩu VIP này nó lại mạnh hơn. Bảo sao tôi không chọn được. Thôi thì tôi chọn cả hai. Thích khẩu nào thì vào bắn khẩu đấy. Những cái khẩu thông sơn thì anh em cũng biết rồi, đao nó bé, quan trọng là cái đường đạn ổn định và nó bắn nó sấy nó phê thôi. Thế còn mà đam, anh em nhận xét về yếu tố về đam thì nó cũng như nhau thôi, chả khác gì. Nó có mạnh hơn thì mạnh hơn cũng vài đam thì cũng có ăn thua. Mạnh hơn mà mạnh hơn tầm mười mấy với lại hai mươi mấy đam thì đôi khi còn nghĩ lại. Này thì nguy hiểm này. Dồn ép em ý vào góc tường, bạn ấy không thể chạy được, bạn ấy phải đầu hàng thôi. Gì đây? Ủa ơi, bị mới rồi, cả đời tắc cua, luôn luôn bị mít. Trời ơi, bắn đi. Rồi bắn đi, bạn thích thì bạn cứ bắn đi. Hay đạn chưa? Có thằng này nhiều đạn đấy nhở. Rồi bạn đi. Rồi vĩnh biệt. Đường nào cho bạn thoát đây? Không chạy này, thì cứ thích nguy hiểm với tôi này. Dây điên rớt xuống AFK luôn kìa. Ô, tái nồi. Hay lắm DM, tuy nhiên chơi AFK luôn. Giết nó nào, giết nó. Chơi nhiệt vào. Chơi zombie mà anh em chơi không chơi nhiệt thì đảm bảo luôn là chơi anh em cảm thấy là rất là chán chế độ zombie. Rồi sao núp nhanh thế. Chơi là phải chơi hăng vào, chơi là phải chơi hết mình. Chơi mà cứ thích vào AFK với lại các kiểu thì kiểu sổ ơi lại thằng này. Mấy cái thằng khốn nạn như này vào đi nấp thẩm du để được hero. Úi ôi, thằng tơ. Cái điện mới. Úi rồi, tôi không ăn được. Thôi, phải đợi thằng tơ vào soạc nó. Cái điện mới. Cắm lọ tôi, em đi một kích nó à. Rồi, soạc nhau đi. Thôi, cút cút ra. Chỉ có thằng tơ mới soạc được nó thôi. Chứ thằng nào soạc được nó bây giờ. Ngay cả tôi cũng chịu thôi. Trừ phi, không trừ phi cái gì hết. Chỉ có thằng tơ thôi. Chứ solo thì hủy diệt chưa chắc cũng đã ăn được nó. Trừ phi mà hủy diệt full HP với lại full máu các kiểu thì đôi khi lại ăn được. Rồi hàng này. Ôi cái đinh mới. Trời ơi, sao lại gặp mấy thiên nhiên như thế này nhở. Ghét cực luôn. Rồi bây giờ anh tơ chịu khó nhá. Rồi có một thằng vào. Cứ nghĩ là anh tơ bán bị ăn hành thôi. Không biết là nhà tơ trồng bao nhiêu hành rồi. Khuyến khích bạn vào đây thì các bạn, bạn có thể đem một số lượng hình, đem một số lượng hình về nhà nó rất là lớn, mức độ khủng khiếp luôn đấy. Rồi tặng cho bạn là một cây rìu, rìu VIP level 1 đấy, khuyến mãi đấy, đấy là hàng khuyến mãi. Rồi một đống hình và cùng với một
cái rìu VIP các kiểu đem về nhà là cực kỳ là cần thiết. Nhà bạn là chuyển sang buôn hình với lại kỷ niệm chương là của chương trình là cây rìu, thế thôi. Đâu rồi, đây, cố gắng cận chiến nó không được, thắm lợ thế thôi chứ. Úi ôi, thằng 3Z, mày bắn cái kiểu gì đấy? Mày thích cho bố mày lên tịch thu cái khẩu 3Z không? Bố mày làm công an phường ấy, tao quen ông chú làm công an phường ấy, mày đùa à? Rồi, ông chú tao quen ông chú của ông ý làm chủ tịch nước đấy, mày cứ đùa đi. Bố mày tịch thu cái khẩu súng đấy còn lâu mới bắn được. Cái gì ấy, lấp ló à? Thôi, mày thích lấp ló lắm à? Rồi, lỡ tay đấy, không tiễn mày về Tây Thiên Đỉnh Kinh. Không tiễn được thì tao thuê ông bố ấy chết nhầm. Mình diễn hơi bị sâu. Thôi bớt lại chứ không ấy. Diễn sâu anh em bảo thằng này ảo tưởng sức mạnh. Gì ấy? Thế nhiên biết thế mình lao xuống trận chiến. Không phải tin được là mình nhìn thấy cây máu của nó quá chậm. Bên ATM hình như là cũng thế sao ấy. Cái này nhìn nhanh hơn. Cái này nhìn mắc chậm luôn. Nhìn cho ra thanh máu thì zombie nó chạy rồi. Hoặc không thì mình đã bắn chết trước rồi. Ơ gì đấy. Thôi đảo như rang là. Cái gì ấy. Thôi cáo đi. Ủa, đảo cỡ đây không ăn được rồi. Càng đảo càng nát thôi. Em bớt đảo đi. Mình thấy anh em càng đảo là càng nát. Biết thế nào cận chiến bừa. Cái mắm gì không cận chiến được thằng nào. Chỉ có bán hình được thằng Tơ. Tuy nhiên Tơ nó phải nằm xuống. Đền thế. Ở trận cuối này phải nghịch ngu mới được. Tơ không nghịch ngu thì đúng hơi tiếc. Rồi. Đổi súng em ơi. Đổi súng. Chúng ta đổi súng à. Cái gì mới. Mày đùa bố à. Bài hai thằng đứng trên đây cả hai làm cho bài luôn. Hay thật. Có cặp có bạn ghê. Rồi. Ấy trời. Cố làm cái gì. Tôi mới làm y tá thì cứ sang định là làm zombie hết đi. Rồi, yêu cầu anh em là xếp hàng làm zombie đi. Rồi, thùng hàng mà cứ y tá lên mà phang thôi. Y tá này cứ xác định là sâm mạt thôi. Đúng rồi. Buồn cười vãi. Tuy nhiên, hai thằng cùng đứng thẩm du cùng nhau. Thế mèo nào đến lúc làm hero là thằng bên cạnh nó chém chết. Khốn nạn thế rồi. Tình bạn đâu? Đấy, anh em nên đúc kết ra một câu là không nên tin vào thằng bạn thân. Cái mắm gì đứng thùng thẩm du cùng nhau cả trận đấy kia. Đến lúc hoàn nạn này mèo mã chết nhầm. Tình nói mèo mã gà đồng nhưng cái này không liên quan. Rồi, cái này gọi là phải cháy nhà ra mặt chuột. Đấy, anh em phải nói chuẩn chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rồi.